Đầu tiên này, cái nước bọc được giữ lại ở nhà không gian mà hình học phẳng vẽ thế vào nhà không gian sẽ giống như vậy. Mối quan hệ song song, mối quan hệ song song thì luôn luôn được bảo toàn, có nghĩa là hai thẳng song song A với B song song với nhau thì các bạn vẫn phải vẽ hai song song với nhau nhé, vẫn phải vẽ hai thẳng song song với nhau như bình thường, không được cắt vào nhau. A B song song với nhau vẫn vẽ bình thường. Rồi, nó giống như là cái việc mà các bạn nhìn một cái, các bạn nhìn cái hộp ấy, các bạn nhìn một cái hộp thì các bạn nhìn một cái hộp, đây là hai thẳng song song với nhau này, thì dù các bạn nhìn ở góc độ nào ấy chăng nữa nhá, nhìn ở góc độ nào ấy chăng nữa thì hai thẳng song song thì nó vẫn song song với nhau, hai thẳng song song với nhau thì nó luôn luôn song song, hai cạnh này song song với nhau à, thì các bạn nhìn nó xoay tứ tung đi trong không gian thì nhìn kiểu gì hai cạnh này nó vẫn luôn song song với nhau, thì song song vẫn là song song ở trong không gian, mà tuy nhiên thì vuông góc không phải nhá, vuông góc thì nó bị không được bảo toàn.